bus. Wow, Leo có chiếc xe cứu hỏa voi ngầu chưa kìa. Đội cứu hỏa tới đây. Wiu, wiu. Xe cứu hỏa. Tôi có một nhiệm vụ. Tôi tới ngay. Xe cậu đây. Tôi có một nhiệm vụ. Tôi tới ngay. Giờ mình cần nhanh đến giúp ngay. Có chúng tôi đây, dập tắt những đám cháy này. Bạn à, mình sẽ chữa cháy ngay. Yo ho ho, bạn ơi đừng lo. Có trẻ ở kia, rất nguy hiểm đây. Có cháy ở đằng kia kìa. Bọn mình cùng nhanh đi chữa cháy ngay. Hãy yên tâm, tôi dập tắt những đám cháy này. Dùng vòi dài phun nước ngay thôi. Ôi không không, chúng tôi cần giúp. Trực thăng. Tôi có một nhiệm vụ. Tôi tới ngay. Ở đằng kia có khói kìa. Đó có phải là một đám cháy không? Có Neo, là lính cứu hỏa đây. Neo. Neo, con cần phải mặc quần áo vào. Con là người tiền sử tí hon, con không mặc quần áo đâu ạ. Kìa. Huh?
người tiền sử nhỏ cũng cần phải mặc quần áo vào. Vâng, con biết cách mặc quần áo rồi ạ. Mẹ, con sợ. Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi. Con nhìn này, chúng ta đều đang ở cùng nhau, cùng với Gray nữa. Kìa vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì. Ở mãi xa xa trên bầu trời, sao sáng lung linh như kim cương này. Wow! Kìa vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì. Wow! Tối quá đi. Kìa vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì. Ở mãi xa xa trên bầu trời, sao sáng lung linh như kim cương này. Kìa vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì. Khi trời tối và con thấy sợ, hãy nghĩ về những điều vui vẻ và những khoảnh khắc hạnh phúc. Cuca, cuca. Wow, con không thấy sợ nữa rồi. Mất
Ngoan lắm Điều. Đừng chơi với thức ăn con yêu nhé. Hãy dùng nĩa và ăn ngon miệng. Ha ha ha!
trong nông trại, E-I-E-I-O. Kìa bên trong nông trại có chú cừu, E-I-E-I-O. Cừu kêu ba ba, cừu kêu ba ba. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu bên đây, kêu bên kia, kêu bên đây, kêu bên kia, kêu xung quanh ba ba. Ta vui chơi ở trong nông trại, E-I-E-I-O. Trong nông trại, E-I-E-I-O. Kìa bên trong nông trại có ông vàng, E-I-E-I-O. Bạn kêu bus bus, bạn kêu bus bus. Bạn kêu bên đây, bạn kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia. Kêu bus bus, bạn kêu bus bus. Bạn kêu bên đây, bạn kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia. Kêu xung quanh bus bus. Ta vui chơi ở trong nông trại, E-I-E-I-O. Ở đây này bà ơi. Bumblebee bị thương rồi. Bộ cứu thương. Đúng vậy Neo, con đã học được cách chăm sóc cho thú cưng. Hả? Neo, lại đây chơi với tớ. Sasha. Để tớ thơm cậu nào. Đôi đá, cậu cần phải đánh răng ngay. Wow. Hả? Xoay nhanh nhanh, xe bít đánh răng, chạy vòng tròn. Quay xoay nhanh nhanh, xe bít đánh răng, chạy vòng tròn, chạy vòng tròn, chạy vòng tròn, chạy răng từ bên ngoài vào tròn. Đi nào, chạy hàm dưới, chạy hàm dưới, những chiếc răng xếp hàng chờ đợi. Xoay nhanh nhanh, xe bít đánh răng, chạy vòng tròn. Quay xoay nhanh nhanh, xe bít đánh răng, chạy vòng tròn, chạy vòng tròn, yeah. Chạy vòng tròn, yeah. Chạy răng từ bên ngoài vòng tròn. Đi nào, đi nào. Chạy hàm trên, chạy hàm trên, những chiếc răng xếp hàng chờ đợi. Đánh răng sạch từ bên này sang bên kia. Có cái gì đó đang mắc kẹt ở trong này thì phải. Hả? Hả? Vòng quay xoay nhanh nhanh, xe buýt đánh răng này, chạy phía trên rồi chạy xuống dưới nào. Vòng quay xoay nhanh nhanh, xe buýt đánh răng này, tìm được thứ mắc kẹt dưới đây. Giữ răng luôn sạch bạn ơi. Vòng quay xoay nhanh nhanh, xe buýt đánh răng. Yeah. Quay xoay nhanh nhanh, xe buýt đánh răng. Bên ngoài rồi đến bên trong. Hả? Răng sạch sáng bóng, bung nụ cười thật tươi. Yeah. Con có muốn ba giúp kiểm tra răng không? Là tốt lắm, con đã đánh sạch từng chiếc răng rồi. Sasha, hơn hơn. Hả?
bồn tắm. Lên đường nào. Nhìn này, thuyền bồn tắm. Các bạn ơi vào đây, sẽ rất vui, sẽ rất tuyệt. Chúng ta mau lên đường. Chèo thuyền thật là vui, hãy cùng đi với tớ. Con chú voi rất nhem nhục kìa, voi ơi hãy lên thuyền. Kỳ cọ thật sạch sẽ với xà phòng bạn nhé. Tắm với nhau rất thích này, la 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 la. Chèo thuyền ta đi nào. Chèo thuyền ta đi nào. Thật là vui, thật là thích thuyền bồn tắm. Chèo thuyền ta đi nào. Chèo thuyền ta đi nào. Thật là vui, thật là thích thuyền bồn tắm. Kỳ cọ thật sạch sẽ với xà phòng bạn nhé. Tắm với nhau rất thích này, la 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 la. Được rồi Neo, nhưng nếu con ở trong nước quá lâu, con sẽ bị cảm đấy. Vâng ạ.